Lâm Tùng cùng với Thùy Dương xin được vui mừng chào đón toàn thể quý vị đang cùng với chúng tôi có mặt trong chương trình Hành Trình Ô Cốp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình do Thái Bình Cốp phối hợp cùng kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu An Thái Hưng, thương hiệu Chatosa Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zeno Digital. Thưa quý vị, chương trình Hành Trình Ô Cốp là một sân chơi vô cùng thú vị và thật nhiều cảm xúc, nơi mà những câu chuyện thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã được khám phá và thể hiện một cách chân thành về sản phẩm Ô Cốp. Và như thường lệ, trong mỗi số phát sóng của chương trình, chúng tôi sẽ mời tới tham dự chương trình 3 đội chơi. Đầu tiên xin được chào đón hợp tác xã nông nghiệp Dược liệu Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội chơi tiếp theo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thảo dược Hằng Môn F&B Natural đến từ Đô Lương, Nghệ An. Và xin được chào mừng đội chơi thứ 3, Ô Mai Mứt Gia Truyền Vạn Xuân. Tất nhiên, với tất cả các chương trình không thể thiếu đi những thành viên trong hội đồng ban giám khảo. Hãy cùng chào đón ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam, trưởng ban giám khảo. Chúng tôi cũng xin được trân trọng chào đón ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc quan hệ chính phủ của TikTok Shop, thành viên ban giám khảo. Xin được chào đón giám khảo tiếp theo, ông Vũ Trung Hòa, chuyên gia cố vấn Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, thành viên ban giám khảo. Chúng tôi cũng xin được trân trọng chào đón ông Quang Triều, CEO Zeno Digital. Và vị giám khảo cuối cùng xin được giới thiệu chuyên gia TikTok đạo diễn Vi Ngọc Lan. Có lẽ giờ không để cho tất cả quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thi đầu tiên được mang tên Câu chuyện khởi nghiệp. Và trong phần thi này, mỗi ban giám khảo sẽ có 3 thang điểm để đánh giá, bao gồm 3 sao, 4 sao và 5 sao. Hãy cùng dành một tràng thật lớn để cùng chào đón đại diện hợp tác xã nông nghiệp Dược liệu Tam Anh Nam. Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là My đây. Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng theo chân My đến tham quan một mô hình khởi nghiệp về nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo khá thành công của một đoàn viên thanh niên đã gầy công xây dựng trong suốt 4 năm qua. Mọi người cùng theo chân My nhé. À, chị Thủy đây rồi, em chào chị. Xin chào My nha, ở lâu ngày quá. Hôm nay em đến đây đại diện cho thanh niên xã nhà, rất hy vọng chị có thể chia sẻ một chút ít về câu chuyện khởi nghiệp của mình để em có thể quay một đoạn vlog ngắn cũng như là cho mọi người ở đây cùng biết đến được không ạ? Em sinh ra Thái Nguyên, làm về mảng nuôi cái mô các loại cây dược liệu. Tại đó là em có cơ duyên biết đến nấm đông trùng hạ thảo. Thì sau khi rời Thái Nguyên trở về với quê hương Quảng Nam yêu thương, em vẫn tiếp tục với một công việc đúng ngành, đúng nghề. Nhưng cái duyên với đông trùng hạ thảo nó cũng còn á. Tại vì biết được đông trùng hạ thảo là một sản phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe, có chứa rất là nhiều hàm lượng vitamin cũng như có thành phần cordyceps adenosine hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể mình, cũng như là hỗ trợ có thể là ngăn ngừa sự lai lan của một vài tế bào u. Nhưng mà đến cái năm 2020 đó em, mình đã quyết tâm vay mượn một số tiền nhỏ tự xây nên cái mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo từ một cơ sở sản xuất kinh doanh. Bây giờ mình đã là hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Tam Anh Nam với sản phẩm chủ nấm đông trùng hạ thảo, bánh đông trùng hạ thảo. Lúc mà em nghỉ việc á, ai cũng nói em là trời ơi sao con này đang có một cái công việc ổn định lại điên quá đi ôm một cái đống nợ vào mình. Nhưng mà mọi người biết không, từ những cái lời nói đó đối với em mà em đã không giải thích tại thời điểm đó, nhưng mà em đã dùng hành động và cái kết quả của mình để chứng minh cho mọi người thấy cái quyết định của em tại thời điểm đó. Đấy, chúng ta hãy cùng dành một tràng thật lớn cho phần chào sân đầu tiên ạ. Và có lẽ rằng ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần đánh giá số điểm của ban giám khảo dành cho dược liệu Tam Anh Nam.
Vâng, theo thứ tự bên trái, Tuy Dương xin được mời những số điểm tới từ ông Vũ Trung Hòa, chuyên gia cố vấn Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam. Xin mời. 3 sao ạ, xin được chúc mừng. 4 sao là số điểm mà giám khảo Vi Ngọc Lan dành tặng cho Tam Anh Nam. Vâng ạ, và giám khảo Đào Quang Thắng, số 4 sao ạ. Và cuối cùng, giám khảo Nguyễn Khánh Toàn, số điểm 3 sao, xin được chúc mừng. Vậy thì còn anh Triệu thì sao ạ? 4 sao là số điểm mà anh Triệu dành tặng cho Tam Anh Nam. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện khởi nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thảo Dược Hàm Môn. Kính thưa ban giám khảo cùng quý ba con ở đây, 2018 ấy, thì tôi đã quyết định là nghỉ dạy sau 11 năm gắn bó với nghề giáo viên. Thì chồng tôi phản đối đó là kịch liệt, gia đình nội ngoại cũng đưa ra nhiều cái lời khuyên. Nhưng mà sau đó với quyết tâm cao thì đến năm 2021 thì tôi đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thảo Dược Hàm Môn, lấy thương hiệu F&B Nature. Và cái thời điểm đó vẫn chưa hết khó khăn, đó là tôi quyết định khởi nghiệp trong cái thời điểm mà dịch Covid-19 thực hiện chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội. Và trong cái ngày khai trương của tôi thì không có lời chúc mừng của bất kỳ một ai, không có hoa, không có quà, không có người thân bạn bè đến. Và tôi đã lựa chọn cái sản phẩm tôn nữ hoa hồng để làm cái sản phẩm dẫn ra thị trường. Rất là may mắn thì sản phẩm đó đã trao thị trường 2.000 sản phẩm trong cái thời điểm mà ra thị trường. Và tôi cũng mong công ty mình sẽ hồng phát như cái tên của tôn nữ hoa hồng. Và tất cả các cái sản phẩm của tôi hiện nay là những cái sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da cũng như là chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ, được chiến đấu thủ công 3 ngày 3 đêm mới có một mẻ ra thị trường. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời những số điểm tới từ hội đồng ban giám khảo. Đầu tiên xin được mời giám khảo Quang Triều. Xin mời ạ. Vâng, 5 sao là số điểm mà giám khảo Đầu Quang Triều dành tặng. 3 sao là số điểm mà anh Nguyễn Khánh Toàn. 4 sao, đây là số điểm từ giám khảo Đàm Quang Thắng. Xin được mời giám khảo Vi Ngọc Lan, 3 sao. Và cuối cùng, anh Hòa dành tặng 3 sao. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện khởi nghiệp của đội thi thứ 3 Ôme Bứt Gia Truyền, Vạn Xuân. Xin chào ban giám khảo cùng tất cả các cô bác đang xem trong chương trình ngày hôm nay. Hà Nội là một cái mảnh đất kinh kỳ, ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những danh nam thắng cảnh mà còn có những cái món đặc sản rất là đặc biệt. Trong đó thì mọi người không thể không nhắc tới đó là ô mai Vạn Xuân, một thức quà tuổi thơ của biết bao thế hệ. Và ông nội em chính là người chủ của thương hiệu bây giờ đấy ạ. Và em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm ô mai như vậy, thì em đã chứng kiến được những nhọc nhằn và vất vả của bố cũng như ông nội. Thì sau khi trưởng thành, em đã quyết định là không theo nghề của gia đình mà đi tìm những công việc khác nhàn hạ hơn. Và sau khi những cái biến cố trong hôn nhân, em đã trở về bên gia đình và nơi có những quả ô mai gắn liền với tuổi thơ của em. Và em thực sự là vô cùng biết ơn vì tất cả những tình yêu dành tâm huyết đó, thì ô mai nhà em đã trở thành một thương hiệu duy nhất đạt về giấy chứng nhận ô cốp 4 sao nông sản sạch và khẳng định được cái chất lượng và giá trị sản phẩm đặc sản của người Hà Thành. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những số điểm và những lời nhận xét từ phía ban giám khảo dành cho Ôme Bứt Gia Truyền Vạn Xuân. Xin được mời anh Tống Quang Triều ạ. Vâng, số điểm 5 sao từ giám khảo Nguyễn Khánh Toàn. 3 sao, xin chúc mừng. 4 sao là số điểm mà giám khảo anh Đào Quang Thắng dành tặng. Giám khảo Vi Ngọc Lan, số điểm 3 sao. Và 3 sao cũng là số điểm mà anh Hòa dành tặng. Vâng, kính thưa quý vị, và trên tay của chúng tôi hiện tại đang là số điểm tổng kết sau phần đầu tiên của ba đội chơi. Và trước tiên chúng tôi xin được chúc mừng cho đội Tam Anh Nam 18 điểm. Đội Hàm Môn tổng số điểm 18. Và đối với Ôm Mai Mứt Gia Truyền Vạn Xuân 17 điểm. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung hấp dẫn nhất trong mỗi một số phát sóng của chương trình Hành Trình Ô Cốp. Nội dung được mang tên Chuyến Xe Ô Cốp. Và điểm tối đa cho phần thi này là 25 sao. Quý vị hãy đừng quên câu slogan của Hành Trình Ô Cốp, đó là Hành Trình Ô Cốp xây dựng thương hiệu, Hành Trình Ô Cốp kết nối nông sản. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của đội đầu tiên, đội Tam Anh Nam với Chuyến Xe Ô Cốp. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời.
và kính thưa quý vị, với chiến thuật của những thành viên trong đội, từng người một ạ, từng người một ạ. Thời lượng của chương trình của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn. Các đội hãy chú ý là quy định của chương trình là khi thành viên của mình bắt đầu từ vạch xuất phát và mang hàng về trên chiếc xe này, sau đó thành viên tiếp theo mới được bắt đầu thưa quý vị. Nếu như mà chúng ta đi liên tục như thế là rõ ràng những sản phẩm về sau là đã không được tính điểm nữa rồi. Vâng ạ, với những ai mà bị những cái khó khăn của chúng tôi tương ứng với những trái bóng chạm vào người, dường như hai đội đối thủ, sản phẩm đó sẽ không được tính. Hai đội đối thủ của Tam Anh Nam ngày hôm nay chúng ta vẫn đang hơi hiền thì phải ạ. Thời gian hãy vẫn cố gắng còn tạo thêm thật nhiều những thời thử thách vẫn còn. Còn thời gian vẫn còn, hãy tận dụng. Thưa quý vị, còn 40 giây nữa ạ. Xin mời, tiếp tục đi ạ. Không ạ, chuyến xe ô cốp của chúng tôi. Đây đòi hỏi là sự kết hợp lực lượng. 10 giây, 9, hãy nhanh chóng, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Người thì mang sản phẩm được về nhưng mà lái xe thì không có ở đây. Và ngay bây giờ sẽ là phần dự thi chính thức của Hằng Môn. 3, 2, 1, bắt đầu. Tài xế chú ý nhá. Cố lên nào, cố lên nào. Bạn sự khởi đầu là sản phẩm đầu tiên đã về với chiếc xe của mình rồi. Cố lên nào. Vâng ạ. Và quý vị khán giả hãy cổ vũ thật lớn cho các thành viên của Hằng Môn ạ. Chạm rồi ạ. Khi mà chúng ta đứng ở trên những phiến đá thì đồng nghĩa việc là chúng ta an toàn đúng không ạ? Vâng ạ. Cho nên là nhiều khi nhanh nhưng mà cũng chưa chuẩn đâu đúng không ạ? Hãy thật khéo léo thôi. Chị bước ra ngoài rồi ạ, chị bước ra ngoài rồi ạ. Lượt tin tiếp theo của thành viên tiếp theo, chị bước ra ngoài rồi ạ. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, 3, 2, 1, hết giờ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm ngược để có thể cùng chào đón phần dự thi của đội Vạn Xuân. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời. Wow, nhanh thoăn thoắt đúng không ạ? Những sản phẩm đầu tiên. Chạm rồi ạ. Đã có những thử thách, những khó khăn liên quan đến vấn đề nhân sự. Với rất nhiều những khó khăn như thế này, chúng tôi nghĩ rằng Vạn Xuân hãy cố gắng để thay đổi phương thức tiếp cận. Hãy nghĩ ra cho mình thêm những cách thức khác để chúng ta có thể an toàn đưa những sản phẩm của mình về mảnh đích. Và chúng tôi thấy là rất nhiều những sản phẩm của Ô Mai Vạn Xuân đã được di chuyển về khu vực tập kết. 60 giây ạ. Dường như họ đang nhìn nhau bởi vì là có nhìn lái xe có trở về vị trí không thì mình mới bắt đầu di chuyển sản phẩm ạ. Đây cũng là một trong những chiến thuật của Vạn Xuân. Chạm rồi ạ. 30 giây. 30 giây không biết là sẽ vận chuyển được bao nhiêu sản phẩm về với cô hàng. Vâng ạ. Và hãy cố gắng để phá giải những thử thách này ạ. 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Tay lái rất lượn thưa quý vị. Chúng tôi đang rất nóng lòng để chờ đợi kết quả của ba đội chơi. Và chúng tôi xin được chúc mừng đội Tam Anh Nam. Tổng số điểm là 18. Đội Hằng Môn đã mang về cho mình điểm số 17 điểm. Đội Vạn Xuân điểm số 17. Xin chúc mừng. Vậy thì ngay bây giờ điểm số mà ban giám khảo dành tặng cho ba đội chơi của chúng ta ngày hôm nay là như thế nào? Tôi thấy là toàn 4 sao và 5 sao cả đúng không ạ? Đây cũng là cái động lực tinh thần gửi tới cho ba đội chơi trong cái hành trình mà chúng ta tiếp bước mang những cái sản phẩm của mình tới người tiêu dùng gần hơn và rộng hơn. Kính thưa quý vị, ngoài kỹ năng bán hàng, thuyết phục đầu tư thì việc am hiểu về sản phẩm mà mình đại diện cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Và đặc biệt là đối với những sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đó cũng chính là nội dung mà Thùy Dương và Lâm Tùng mong muốn được đề cập và gửi tới cho quý vị khán giả cùng ba đội chơi thông qua phần thi thứ 3 mang tên
cho sale. Và ở phần trên này thì tổng số điểm của mỗi đội chơi chúng ta sẽ có cơ hội để được nhân đôi. Và điểm tối đa mà mỗi ban giám khảo có thể dành tặng cho mỗi đội chơi ở phần thi này là 5 sao. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thi đầu tiên của đội Tam Anh Nam. Đúng là lâu lắm rồi mình mới có một cái phiên live thực tế như thế này, đúng không My? Một là quả là một cái trải nghiệm mà rất là thú vị luôn á. Và sau đây sẽ là sản phẩm cuối cùng của phiên live stream đặc biệt ngày hôm nay của chúng em. Sản phẩm này cũng chính là sản phẩm best seller bán chạy xuyên suốt trên các nền tảng của nhà em đó mọi người ạ. Đó chính là sản phẩm bánh đông trùng Hà Thảo. Này được làm từ thành phần chính là đông trùng hạ thảo được nuôi trực tiếp tại hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Tam Anh Nam với là các quy trình khép kín, và các nguyên liệu đó là một cái sản phẩm ô cốt của tỉnh Quảng Nam chúng em đó. Và cái này đặc biệt không có chất bảo quản, không phụ gia, không phẩm màu, cho nên có thể an toàn cho rất là nhiều đối tượng từ 2 tuổi trở lên. Em xin mời là anh Toàn cũng như toàn thể ban giám khảo cùng trải nghiệm qua các sản phẩm bánh của nhà em ạ. Đây, còn mọi người ơi, mọi người trên kênh online, mọi người có thể ăn bánh online cùng với em nha. Cái sợi ở trong này chính là cái sợi đông trùng hạ thảo của nhà em nha mọi người. Ban đầu cái cảm giác cái bánh nó rất là giòn. Sau khi mình bỏ vào miệng mình nhai có một chút hơi bùi bùi, hơi béo béo. Nhưng mà cái hầu của nó sẽ có một cái gì đó mà rất là nhẵn nhẵn. Cái nhẵn nhẵn đó chính là cái đặc trưng của đông trùng hạ thảo nhà em đó mọi người ạ. Ăn miếng bánh, uống miếng trà, cầm tay và muốn về nhà cùng Di Lợi. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo ạ. Bạn biết là đông trùng hạ thảo, nấm đông trùng hạ thảo mà họ làm ra rất là nhiều các dạng khác nhau. Và bây giờ làm sao để chị Lan hay anh Toàn giúp em mà bán được mà lại có cái sự khác biệt thực sự? Thì em đưa ra một cái gọi là một cái lý do duy nhất để khách hàng phải chọn sản phẩm của em. Đó là lý do gì? Thì tôi cũng là một chuyên gia kinh doanh, nên là tôi cũng là một người khách hàng. Nếu mà tôi chỉ biết là khi bạn thuyết phục của tôi mua thì đồng nghĩa việc là nhiều người khác như tôi sẽ mua. Người làm nghề như tôi thì tôi khẳng định luôn là không ai mua đâu. Tại vì livestream ở trên TikTok ấy, không biết là em Lan nói có đúng không thì anh Toàn có thể lắng nghe cho em nhá. Livestream ở trên TikTok thì nó không giống livestream trên các nền tảng khác. Bạn không có sẵn người mua hàng đâu. Bạn phải tìm cách được thu hút được họ. Không giống như việc ở đây có rất nhiều người đang ngồi nghe bạn. Livestream thì không, bạn phải tìm cách để thu hút được họ rồi bạn mới bán được hàng. Đó, và cái vấn đề mà bạn đang gặp phải thì chắc chắn rồi, khi chúng tôi ngồi ở cái vị trí ban giám khảo này, cái mong muốn của chúng tôi cũng mong muốn làm sao để Hành Trình OCOP có thể mang đến cho các bạn những giải pháp để các bạn có thể xử lý được những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Nên vấn đề liên quan đến việc bán hàng thì tôi sẽ hỗ trợ, chia sẻ và tặng cho của chúng tôi, giúp các bạn có thể nắm bắt được kỹ năng về marketing, xây kênh TikTok và livestream bán hàng trên nền tảng. Xin được cảm ơn giám khảo Vi Ngọc Lan. Thì mình cũng sẽ hỗ trợ được cho các bạn về marketing, quảng cáo và tham gia các sàn thương mại điện tử. Đó, và mình sẽ hỗ trợ bên mình hoặc bên bạn nhé, hoàn toàn miễn phí trong vòng 3 tháng. Và nếu như mà chúng ta cảm nhận được một cái, có một cái điểm chạm với nhau ấy, và chúng ta có thể cùng tăng trưởng được với nhau ấy, thì lúc này thì chúng ta sẽ cùng có thể là đưa ra một cái thỏa thuận. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe và đến với những phần chấm điểm từ phía hội đồng ban giám khảo dành cho Tam Anh Nam. Vâng ạ, theo thứ tự bên trái chúng tôi xin được mời ban giám khảo Tống Quang Triều. Số điểm 4 sao, xin chúc mừng. 3 sao là số điểm mà ban giám khảo Nguyễn Khánh Toàn dành tặng cho Tam Anh Nam. Giám khảo Đàm Quang Thắng số điểm 4 sao. Giám khảo Phi Ngọc Lan 3 sao. Và anh Vũ Trung Hòa dành tặng 3 sao. Lần nữa xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt dự thi thứ hai của đội Hằng Môn. Em ơi có bao nhiêu? 90 năm cuộc đời. Ôi nào bàn bàn bẩn quá này. Từ sáng đến giờ bao nhiêu là việc. Xong, bây giờ phải lướt Facebook, lướt top top xem cái gì có điều hời để mình mua. Con chào mẹ ạ. Chào Nam về mới về hả con? Vâng chào bác. Mẹ ơi hôm nay con đưa bạn gái về giới thiệu cho mẹ này. Bạn gái hả? Dạ. Ơi, mẹ lại ho à? Con à, mấy ngày nay thời tiết thất thường, mưa núc nắng. Ôi thế bác ơi, bác, cháu có cái này, bác cứ nhỏ vào đấy ạ. Cái này giúp cho bác sẽ giảm đau rát họng và thông dầu đấy ạ. Tinh dầu răng miệng. Vâng. Răng miệng thì làm sao mà giảm đau họng, giảm nhiệt miệng được hả con?
Bác ơi, cái này là được chiết xuất từ các cái tinh dầu rất là quý. Nó không chỉ có giải quyết các cái vấn đề răng miệng mà nó còn giúp cho mình giảm đau rát họng và thông dòng rất là tốt. Bác cứ nhỏ vào đi ạ. Mẹ thử đi mẹ. Nhỏ một giọt. Vâng, nhỏ một giọt thôi ạ. Nhổ ra. Không ạ, bác cứ để thế, ngậm một lúc rồi mình nuốt ạ. Cái này rất là an toàn ạ. Đáp. Được không? Mẹ thấy được đấy. Được hả? Được. Bác thấy thế nào đây ạ? Bác thấy mát họng. Đã đúng ạ. Đỡ ngừa họng, đỡ rát họng luôn. Trong các bác đã ngồi đây nói từ sáng đến giờ rồi, miệng rất là khô mà họng đã rát rồi. Con xuống mời các bác để trải nghiệm sản phẩm mới đi. Dạ được ạ, dạ được ạ. Đi mẹ. Anh đánh sản phẩm rồi này em cảm ơn chỉ anh. Cần em nhỏ một giọt duy nhất vào miệng thôi. Ngâm đã thử. Vâng ạ. Vâng ạ. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu đại diện của đội chơi. Tôi có xem cái phần thể hiện của các bạn thì thực sự tôi không có quá nhiều ấn tượng về phần thể hiện của các bạn. Tuy nhiên thì với sản phẩm của bạn thì tôi lại tương đối ấn tượng. Có lẽ là tôi có thể chốt deal với bạn. Như những gì bạn đang ghi trên cái tờ giấy quảng cáo giới thiệu này thì chúng ta có thể chốt với nhau một cái deal để hợp tác. Tôi có thể phát triển sản phẩm của bạn cùng với bạn. Còn đương nhiên về phía là các bạn mong muốn tôi hỗ trợ đào tạo giúp cho các bạn nắm bắt được những cái kiến thức kỹ năng để các bạn phát triển công việc kinh doanh của các bạn trên các nền tảng mạng xã hội thì điều này tôi luôn luôn sẵn lòng. Tuy nhiên thì tôi vẫn tin rằng là của cho không bằng cách cho, và khóa học là một cái thứ mà không phải các bạn có phát là các bạn kiếm được tiền bán được hàng ngày, mà nó là một hành trình mà các bạn làm. Thế nếu tôi nói với bạn là bạn tôi đổi khóa học lấy sản phẩm của bạn có ok không? Dạ em nhất trí ạ. Vậy thì chúng ta sẽ chốt với nhau một cái deal là đổi khóa học lấy sản phẩm và ngược lại nhé. Tôi có một cái lời mời, một cái có thể coi như là một cái học bổng dành cho doanh nghiệp của mình. Thì mỗi sáng thứ bảy hàng tuần chúng tôi đều có các cái phiên live stream sản phẩm OCOP. Và trong cái phiên live stream đấy thì các bạn sẽ được hỗ trợ traffic tùy vào cái doanh số các bạn cam kết. Thì cái lượng traffic sẽ được đối ứng tương tự, nhưng mà nó sẽ tốt hơn nhiều so với các cái kênh khác. Bình thường là một đồng quảng cáo thì bạn phải trả lại là khoảng 8 đến 12 đồng doanh thu. Thế nhưng mà với chương trình OCOP thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ tốt hơn rất nhiều. Thì xin là được tài trợ cho bạn một cái chương trình. Bạn hãy đăng ký sản phẩm OCOP tham gia chương trình hạt giống OCOP của TikTok. Tuyệt vời, tạo ra cái FFT, một năm. Tôi thì không chốt deal. Tuy nhiên ý, thì tôi sẽ hỗ trợ được bạn sau đó. Khi mà bạn đã có nền tảng rồi, bạn đã có công cụ rồi, thì việc của tôi sẽ giúp bạn, đó là cho bạn hoàn thiện tốt nhất một cái chiến lược kinh doanh để bạn có thể là kinh doanh trên góc độ là tăng trưởng nhanh hơn hoặc bền vững hơn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cũng là một cái lưu làm chỗ dựa tinh thần cho hàng môn rồi đúng không ạ? Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đánh giá số điểm của hội đồng ban giám khảo. Chúng ta sẽ giữ điểm lần lượt ạ. Xin được mời giám khảo Tống Quang Triều 4 sao, giám khảo Nguyễn Thế Toàn 4 sao, 5 sao là số điểm mà giám khảo Đàm Quang Thắng dành tặng cho hàng môn, và 4 sao là số điểm mà chị Vi Ngọc Lan dành tặng cho hàng môn. Và cuối cùng giám khảo Vũ Trung Hoàng 5 sao. 5 sao rất tuyệt vời. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chốt sale của đội thi cuối cùng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu phần dự thi chốt sale của đội Ô Mai Mất Gia Truyền. Vạn Xuân. Xin mời. Hôm nay thì ôm Mai Vạn Xuân lại đến với mọi người trong cái buổi hội chợ ở tại Thái Bình ạ. Và kính mời bà con đến tham quan gian hàng. Đây đây chị ơi, cái món nhà em ở 314 Khâm Thiên gì ạ? Hôm nay phải chị mua cái này là mấy trăm một đấy. Chua cay mặn ngọt đủ đầy hương, mỗi vị đong đầy. Chị ơi, bây giờ chị lại qua chị sẽ thử cái hương vị nhà em. Xuân tình hoa Việt, ạ. Đặc sản Hạt hành mãi còn hương. Vâng, đây là ô mai Vạn Xuân nhà tôi ạ. Chuẩn ô mai Vạn Xuân luôn cô nhá. Tất cả các sản phẩm ô mai nhà em thì hiện tại là em đang bán truyền thống, và có một cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô mai Vạn Xuân ở tại 314 Khâm Thiên. Kính mời bà con có thể qua tham khảo và có thể thử thưởng thức tất cả các sản phẩm ô mai truyền thống đặc sản của người Hà Nội ạ. Vâng. Và tất cả mọi người ngày hôm nay mua cái giá 99k chính là một cái lời chúc mừng dành đến cho ô mai Vạn Xuân, là kỷ niệm ngày sinh nhật của ông nội em tròn 99 tuổi ạ. Wow. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Tôi thì Tết nào tôi cũng mua rất nhiều, 100 phần quà để tôi đi tặng. Và phần quà tôi cần là phải có một cái thực sự là phải đẳng cấp. Nó đúng đẳng cấp của một cái món quà tặng mà nó là tinh túy của những cái món ăn của Hà Nội, món ăn vặt của Hà Nội, những món quà của Hà Nội. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ chốt deal. Và trước cái Tết thì gửi cho tôi toàn bộ các thông tin về sản phẩm, thì tôi sẽ làm việc các bạn. Vâng.
Vâng ạ. Như vậy là mình đã có một cái đơn hàng về đơn đặt hàng về qua Tết. Thế còn ở đây thì có rất là nhiều chuyên gia, anh Thắng rồi chị Lan rồi anh Hòa, anh Triểu đều là những người lâu năm trong nghề có thể giúp được bên bạn cái đấy. Vâng. Bên TikTok thì trên thực tế thì chúng tôi có nền tảng, chúng tôi có traffic thì sẽ gửi tặng bạn hai học bổng. Cái deal của chợ phiên OCOP là tất cả các sáng thứ bảy hàng tuần là bạn sẽ có thể livestream và được nhận hỗ trợ về traffic và về voucher. Ngoài ra thì tôi cũng muốn mời bạn tham gia một cái chương trình khác nữa, nó ở cái mức độ có lẽ là phải cao hơn OCOP 4 sao. Hộp như thế này thì OCOP 4 sao được rồi, nhưng mà hộp 5 sao thì phải như thế nào? Chúng ta sẽ phải đi vào cái tầng văn hóa, đi vào những cái câu chuyện nó sâu sắc hơn, tức là... Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành và rất nhiều những cái điều có giá trị từ ban giám khảo đã được gửi tới cho thương hiệu Ô Mai Vạn Xuân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các điểm số dành cho đội Ô Mai Vạn Xuân. Chúng tôi xin được mời điểm số tới từ ban giám khảo Tống Quang Triều ạ. Xin mời ạ. Điểm số 5 sao. Vâng ạ. 4 sao là số điểm mà giám khảo Nguyễn Khánh Toàn dành tặng cho Ô Mai Vạn Xuân. Giám khảo Đặng Quang Thắng 5 sao. Giám khảo Vi Ngọc Lan. Và 5 sao là số điểm mà giám khảo Vi Ngọc Lan dành tặng cho Mai Vạn Xuân. Và đó cũng chính là số điểm mà giám khảo Vũ Trung Hòa dành tặng cho Mai Vạn Xuân. Một lần nữa xin được chúc mừng. Bằng với sự thương thuyết, với giá trị của sản phẩm và với hành trình của mình đến với hành trình OCOP đã thuyết phục được các thành viên trong hội đồng ban giám khảo và đã nhận được điểm số tối đa là 25 sao. Xin được chúc mừng. Cảm ơn anh. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng cho Mai Vạn Xuân. Xin được chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với Hành Trình OCOP. Và ngay lúc này đây, chúng tôi đang rất nóng lòng được chờ đợi các điểm số, tổng số điểm từ 3 đội chơi. Chúng tôi xin được mời kết quả từ bộ phận thư ký. Với 3 phần dự thi có thể nói rằng là không kém cạnh gì nhau cả, đúng không ạ? Đầu tiên, điểm số dành cho đội chơi Tam Anh Nam, điểm số 74 điểm thưa quý vị. Xin được chúc mừng cho Tam Anh Nam. Vâng, đội Hoàng Môn với tổng số điểm cũng rất ấn tượng ạ. Điểm số 83, xin chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được công bố luôn kết quả của Vạn Xuân. Xin được chúc mừng với tổng số điểm sau 3 phần thi là 86 điểm ạ. Như vậy rất dễ dàng để chúng ta có thể nhận định được ra kết quả chung cuộc giải nhất, giải nhì và giải ba. Xin được mời quay trở lại sân khấu ban đội trưởng của ban đội. Vâng, và để giúp cho ban tổ chức trao giải sẽ là trân trọng kính mời lên sân khấu chuyên gia TikTok đạo diễn Vi Ngọc Lan sẽ giúp cho chúng tôi trao tặng giải thưởng cho Tam Anh Nam. Này là phần trao giải thưởng cho đội Tam Anh Nam với giải ba của chương trình. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải nhì. Xin được chúc mừng cho đội Hàng Môn. Xin được trân trọng kính mời hiện diện về phía sân khấu ông Nguyễn Khánh Toàn, giám đốc quan hệ chính phủ của TikTok Shop, thành viên ban giám khảo với điểm số là 83. Và cũng xin được mời giám khảo Nguyễn Khánh Toàn sẽ cùng đá lại sân khấu và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo lớn để cùng chúc mừng cho đội Hàng Môn. Tiếp theo, tất nhiên rồi, giải nhất của chương trình ngày hôm nay, xin được chúc mừng cho Ô Mai Vạn Xuân. Và để có thể trao giải nhất cho hành trình ô cốp số lần này, chúng tôi xin được mời ông Đàm Quang Thắng, trưởng ban giám khảo, sẽ cùng lên trao bằng chứng nhận giải nhất. Xin được chúc mừng. Và một lần nữa hãy cùng với chúng tôi dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho Ô Mai gia truyền Vạn Xuân. Và xin được chúc cho Vạn Xuân sẽ tiếp tục hành trình sáng tạo và bứt phá hơn nữa. Và cũng không quên xin được chúc mừng cho cả ba đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn sự cố gắng, sự nỗ lực và sự tận hiến của tất cả các thành viên ở ba đội Tam Anh Nam, Hàng Môn và Vạn Xuân. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị trong hội đồng ban giám khảo đã làm được hết sức nhiệt tình và công tâm. Chúng ta đã có những kết quả rất tuyệt vời cho ba đội chơi ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên trong hội đồng ban giám khảo. Xin được cảm ơn các quý vị khán giả cùng với ba đội chơi đã cùng với chúng tôi góp mặt để tham dự cho chương trình Hành Trình OCOP số lần này. Xây dựng thương hiệu, hành trình OCOP kết nối nông sản.
An Thái Hưng tự hào là nhà máy chuyên sản xuất gia công OEM, NODM các sản phẩm trà túi lọc, bột hòa tan, hóa mỹ phẩm có nguồn gốc thảo dược. Liên hệ hotline 0888 757 919 để được tư vấn.